Lan gửi đến các thầy cô giáo những lời chúc ý nghĩa nhất nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Bằng cách là các bạn hãy tham gia cuộc thi gửi lời chúc qua tin nhắn bằng cú pháp. Danh, khoảng cách, lời chúc của bạn gửi 8324. Tin nhắn chỉ được giới hạn trong 120 ký tự. 5 lời chúc hay nhất và ý nghĩa nhất sẽ được chọn để trao giải thưởng. Đó là một poster của Home Ha. Và một cặp vé xem phim tại Lotte Cinema. Chương trình sẽ bắt đầu từ ngày 12 tháng 11 đến 20 tháng 11. Kết quả sẽ được công bố trên Facebook của Danh TV vào ngày 22 tháng 11.